Chị đẹp sáng giờ lụm được chai ở nhà rồi đem đem đi bán. Thuốc không vô găng trong. Vô găng trong. Lấy cho có 5 ngàn ký. Đây là cân căng đây nè. Căng căng bự căng điện tử kìa. Cẩn thận nha. Có giật không? Đâu giật, giật không mà giật. Lên đi. Lên lên không sao. Khòm khòm xuống á. 200 gì rồi? 200 rồi kìa. 68 ký. Giảm cân đi ha. Giảm cân không? Anh đi bệnh uống cam đi giảm cân. Cái này giờ mình lựa kỹ chút á mình bán được á. Được rồi hả? Khó ha. Mà bữa chị bán chai. Nó dễ lắm. Hôm qua bán cho bả được mười mấy ngàn, cái này bả chơi không mấy. Ủa cái này không chị cũng chị mua hả? Ừ, thôi gọi đi. Ồ. Chai cái ngày nữa xíu xíu đã gì trời. Cái gì? Cái toilet người ta đó, cái nhà đâu. Đi vô đó đi, mở ba ra cho ba chạy một vòng mới chơi thôi. Ồ, cẩn thận nha. Sao mọi người quay ra đó vậy? Rồi sao? Cái này chơi thử không? Thử coi được không? Chơi chắc không được rồi. Tập không được thì tập thế sao? Ngồi đi. Không biết cây sáo rẻ không nha. Trời ơi, hỏi sáo đó hả? Cây sáo mà mình mua cạnh mấy trường tiểu học á, nó mới rẻ, còn trong huyện ăn nó bán mắc lắm. Để anh em gặp mua cho anh cây. Hồi nãy đó. Cây đó mắc lắm, cây đó. Tiệm ta bán mắc lắm, tiệm là mấy cây chi kẹp rồi. Mình mới tập mua cây rẻ thôi. Uống cam đi. Đâu có gì đâu. Đi xe nào mình chọn cho nó. Chị mới hôm nay chưa có quen đường, đi gần gần thôi nha, rồi chị quẹo về em không biết đường ra nhà nhỏ. Không không nhớ đường rồi. Đi về đường Lý Thế Tổ quá. Ờ. Nghe cái đàn có chút kiếm gì vậy? Mình tập mà, có gì đâu. Cái chó này tối nó đi điên hay gì đâu, nãy giờ nó cũng dữ. Ủa chưa thấy cháy nữa. Nó có bầu quá. À nó có bầu rồi. Ờ đúng rồi, có bầu cùng ngủ hoài. Rất mẹ rồi. Gì? Cái này bị
Gì? Có khi nào bị công an bắt không? Sao không bắt? Ta đuổi mình đi thôi, gì đâu. Trời cho nó. Ê, chỗ này nè. Được không? Đi tập ha. Gì nãy nói khí thế lắm nha. Biết mà, biết đàn mà, thu đi. Dụ em nữa rồi. Chị thích hát karaoke lắm sao? Dạ mua cái thùng lo rồi chị em mà đi bán chiếu số được không? Đi bán kèo kéo. Đi bán chiếu số á. Chị hát để ngoài hát em đi vô mời mấy cái quán đó. Em giảng chó đi rồi. Rồi chị em mình hợp tác. Được không? Thấy ok không? Ông miếng nước này chị, ông miếng nước này nè. Thì nãy mua cây đèn đỡ khuyến mãi hai bài hát đi mời con ạ. Có bài sao hát hay á, bài sao hát vô đúng nhạc, đúng nước đi. Hồi nãy mua cây đèn xong lắm mà sao giờ tới test thử xìu với anh. Chị em con nói được vậy. Chua không? Không biết có chua không vậy nha. Mấy nay ngủ ngon không? Hỏi chị thuốc thuốc uống mà không còn không? Hết rồi. Tôi uống không hết. Mấy nay hết chị. Hết rồi. Đàn đi. Tầm lên đánh. Cho nó quen. Đúng rồi đó, vừa hát vừa đàn em mới hay. Này mình cá thôi, mình đừng có diễn. Lớn lên chị. Đó là tôi nghe. Cái gì đây ta, đợn rồi phải đập vô cái đợn nó chó tí nè. Dỗ dỗ, đúng rồi, chép bát gì đó. Đúng không? Chạy hoài. Em bỏ kêu vô nhà trọ đi, chịu trong đó dắt mà chịu. Chứ chiều nay là về là bởi tung cái nhà trọ thằng Nga, hát thằng Nga. Vừa hát gì rồi? Nè, nhà em có cái thùng lo nữa, nhỏ nhỏ xíu mà. Chị chịu hát gì nè, chị chịu đi bán cái số mà hát đó không? Chị em mình hợp tác nè, chứ không? À, đứng ở ngoài bà hát, em đi vô em mời với số. À, cũng được. Đúng không? Mà tiền lời sao? Tiền lời em 9-1. Ăn miễn nha, miễn có tiền ăn cơm mà là vậy đó. Mua cho hộp cơm cũng được nè. Trời ơi, tốt vậy. Hợp tác gì cũng chịu nữa sao, lỗ á. Em 9 phần, chỉ có 1 phần à nha. Chị hát là chị đâu có học luôn á. Có lỗi rồi đó, mình kêu mơ cái là
hết rồi, bây giờ hết rồi. Hết rồi, chi chi mua. Hết rồi, chi mua á. Bác chi mua điện không? Đó, ăn chi mua đó. Đó, rồi, rồi, rồi. Chú đang nghe đẹp con cơm đâu? Không biết nữa. Con cơm ăn cái gì? Ai ai chạy cho mọi mạng đem cái muỗng đi. Mình đánh này cũng được, đánh muỗng đi. Trời vậy đó. Đánh muỗng là cái nhỏ không lớn. Nè muỗng nhỏ. Đánh muỗng là sao? Không phải cái muỗng như gì nè. Muỗng dài dài rồi, cái muỗng hả? Biết là thấy cái đờn nhỏ quá. Đờn mấy triệu cơ con. Hả? Cái đờn bự mấy triệu. Cái đờn bự đến mấy triệu lắm. Chứ đâu biết đờn nào mua cái này cho chơi đâu. Khi nào chỉ biết đờn đi rồi đầu tư cái đờn bự mới được. Đó. Rồi hát đi. Vừa đập đó vừa hát hay á, gõ gõ phủng gì đó. Kêu mua cái quạt không chịu, mua cái đèn, mua cái quạt tới ngủ mát mẻ rồi. Tới ngủ được không chị? Hay là mua cái quạt cho chị? Tới ngủ được đó. Mua quạt không? Ở trong có quạt chưa? Chưa. Chị mua cái quạt không? À. Em hỏi chị nói không chịu mà. Nãy hỏi bộ ai mua cái đèn đi, không cần mua cái quạt. Vừa nghe Đức chia đàn nha. Không thấy đâu. Thấy cái gì nữa em ghé trọng đi nhiều khi. Đức nói này được hả? Em ghé trọng đi. Nhiều khi mang kia mua quạt rồi đem vô á. Em mua nó dư. Không đó. Mà cái anh là anh kia, cái anh kia anh nói anh mua cái quạt gì đó ai biết đâu. Đó, nếu mà anh mua thì em mua nó ra nó dư đủ. Thì nãy không mua thì em mua. Đó nên em bị trên tay nó chạy chạy cái quạt chạy còn chạy không. À. Là chỗ cũ mà mình dở đó. À, hôm trước đẩy chở nè. Chắc là cô nó cũng cắt dùng hay sao á. Để đây có dịp đi nghe ghé nó thôi coi cái thằng Phương thấy cái quạt còn không và còn em chở về đây. À. À.
Ủa sao ở bển không bán thêm cái? Cô ấy kêu lựa ra mới được. À, bây giờ lựa cho mình lựa, thì kia cô không gặp lựa. Đa phần người bán phải lựa trước. Ngày qua chị bán ở đó là đâu có lựa hả? À? Có lựa không? Lựa sáng rồi. Chắc chịu khó về mình lựa ra đi rồi mình bán đây. Có ai rồi. Ai like trong đó vậy? Bé nó vậy. Chứ mình bán cho mấy người mà đi lụm giống mình đó, người mua dọc đường á thì bán không có lời. Chị thấy sao? Chị thấy ở Long Xuyên này trai ngủ được nhiều hơn trên Châu Đốc không? Chị cũng giống vậy hả? À. Cũng giống vậy hả? Nhưng mà cảm giác ở đây vui hơn ở chỗ nào? Đi mà không? Đó giờ có xuống Long Xuyên cho nàng nạ cho chị đẹp. Anh yeah. Thấy chị đẹp ở đâu cũng vậy thôi mà, vui ở đâu cũng vui vậy đó. Có chỗ tắm rửa giặt chỗ gì để mà. Mẹ nói là không. Tính đi bán cái nó đó. Ừ. Bán chiếc số hả? Bán chiếc số đó. Có hỏi em thấy chị mời cũng được mà. Chị mời cũng không bán lấy. Bây giờ chị mời mời phim á. Chị bán không? Bán thử không? Bán chiếc số hả? Mà không biết. Biết khó tiền rồi không? Chị biết khó tiền rồi không? Đấy. Ở đây lấy cái số đâu? Có cô bác nào hứa cho mình bán cái số chưa? Vài bữa cô bác cho bánh số. Nhớ nghe, khi nào bán cái số thì kêu em nghe. Không hộ. Không, lấy cái số lên cho chị thấy. Bán được không á? Cô lấy cái số là mất nhiều đâu. Có bao nhiêu mình lấy một cái gì đâu. Là 100 ngàn đó nha. 100 mấy. À mà ra bằng vé bằng sáu được rồi đó. Chục vé mình mời được 12 ngàn. Hãng chục vé mình lời được bao nhiêu? À, nếu mà mình sang thì là giá bao nhiêu? Như ví dụ như cô sang lại cha con á là bao nhiêu? Chị sang lại cho em á. À, chứ không lại lấy là lấy ha. Có quen biết rồi mình mới lấy được, bây giờ số thấy khó lấy lắm. Mỹ nữa rồi. Vậy chị, cũng như mà mình lấy số mình lỡ đẳng mình nói làm sao? À, mình lấy đầu cùi hay là lấy lẻ? Lấy đầu cùi gì đó. Không có mình dạng người ta đầu cùi hay là lấy tự người ta đưa. Không biết rồi, nhưng mà mình đặt số mình lấy mình bán đi là tự người ta chọn người ta bán cho mình. Có hỏi là mình có được chọn cái số mình bán không, được chọn số đẹp không á? Tự ta để số mình lấy chứ mình không có. Chị đẹp ơi, ta đưa số đó, đó. Hồi đó cũng chọn. Sao chứ? Ở lớp chị nhỏ, chị bán là chị chọn mà. Vậy chị mua cho mấy tờ chị. Tại vì biết sao không, bây giờ số hút quá đó, ta không cho chọn nữa.
Không có, hồi nhỏ chị đi bán là người ta chọn, chị chọn số chị bán á. Chứ chị không có lấy người có... Mình chọn ai cũng chọn hết rồi, chứ thành ra số mà... Ba hồi xưa ai cũng chọn hết luôn. Mà số 6 ai bán? Đâu có, người ta đặt đầu cùi hết à. Đặt đầu cùi hả? Đặt dữ hả? Đặt từ 1 đến 99 coi mà. Em không chặt cái gì nữa. Thôi ơi, à, mua cho cái máy rồi. Máy điện thoại. Máy điện thoại máy rồi. Máy điện thoại à? Ừ. À rồi, bỏ cái điện thoại. Mua cho cái máy của bác thôi. Cái máy của bác gọi đi để nghe đây. Trời. Ờ, cái máy kia là im lắm luôn á, mà sao chị để mắt máy nổ rồi, máy nổ rồi. Ừ. Cái máy nó chụp hình cũng đẹp mà, coi em mua cái sim mà có 3G ở trong luôn á. Ờ, máy rồi. Ôi trời. Ủa, vậy? Bữa đó là gặp em gặp chị là tối sau mắt đúng không? Ngủ sáng sau mắt đúng không? Cái bữa mà cái mới lại rơi đó, chị ngủ nữa, mất luôn. Là cái bữa nói chuyện với cái chị mà bạn chị đó ha, đúng không? Là ngủ đêm đó sáng mắt. Rồi chân bạn cái nữa, ngủ cái đêm mất nữa. Em cho chị một cái nè, là cái đó đó, cái đẹp đẹp đó đó. Cái trước mắt đó, cái cưng đưa nữa là hai cái. Là mất hết hai cái, còn còn một cái. Cái trước là của chị, còn cái sau mấy của em. Trước là bữa chị ở Sài Gòn gửi cho chị đó, chị cho tiền mua đó, 1,000,000 lận đó. Hết rồi. Chị máy ủng ghê không? Tiền hoang tình thôi đời có mấy ơi chơi tiền. Tiền bên đời tôi tiền đông tay trên trời. Mình đâu? Anh hay rồi. Hay hay, anh chút mua cho mấy con cá rô còn sống đây. Ta chị không mua cá mà làm rồi. Anh đã mua cho mấy con cá rô còn sống á. Có nghĩa là ý em là mình mua đồ ăn ta làm sẵn á. Chị về chị hỏi làm mình ăn liền. Để chị về chị làm mất không? Không có đủ đồ. Nội đi xong chị áo chị có đủ không? Có rồi. Mà ý là muốn mua con cá rô còn sống để chơi á. Mua để chơi chứ không phải mua ăn hả? Mua nuôi hả? Ai ở đâu mà la dữ vậy chồng? Ở bên đó người ta mới nghe ngõ gàng đó. Ừ. Đó, đâu vậy đó. Từ từ đi, đàn đợi em mua cho cái đàn khác. Hãy còn cái điện thoại đi mà về với nhà trọ rồi đi. Dạ với nhà chợ có cái để mời coi vô rồi. Chị đem này điện thoại neo quá. Chị tính mua, chị kiếm cái điện thoại chỉ chỉ điện được thôi hả? Chị? Ừ. Mà điện cho ai? Tại cái máy đó có trò chơi con rắn á. À, chị thôi mua cái đồ chơi đi. Đồ chơi bóng gì nè. Có được con gái này chưa chụp hình được không? Chơi giống xưa. Chụp hình. Con gắn là khác rồi, chơi gắn khác rồi, chơi chụp hình. Cái đó cũng có nữa vậy. Rồi chơi chụp hình là nó trả chữ lên R rồi có ô vuông rồi đó, cái mình bấm hình chính đó cho nó ngay đó. À, cái trò chơi với cái máy màu vàng xinh đẹp đó hả? Được không? Được, đâu.
mua mới có. Chứ đâu phải đâu đi mua đâu mà móc ra liền cho chị. Con lỗi thời rồi. Lỗi thời. Lỗi thời. Con gắn không vậy mà. Trời mà trời mưa cũng mấy không sao. Chê đó. Trò chơi mà lỗi thời nữa. Đẹp này. Rất gì đẹp ghê luôn á. Cái điện thoại mà để khách không hiểu luôn. Ờ, hôm qua có 3-4 người đi vô nhà chợ luôn. Đi vô thăm chị ha. Đi vô muốn ăn hiếp luôn. Trời, ăn hiếp. À, mà dám ăn hiếp gì đẹp. Hôm qua đi vô anh hỏi vậy nè. Nhãn này mua ở đâu? Ừ. Chị trả lời sao? Trả lời sao? Trời, cái bông bấm kìa. Cái bông bấm. Thôi, lập ra rồi đi. Thôi, lập ra. Bóc bay cái chạy anh lụm. Nó bóc của chị á. Trên xe của chị á. Chị lụm chị che trên xe. Sao ngậm miếng đâu chị vậy? Xin việc làm mà người ta không cho, người ta làm hết rồi. Xin làm gì? Xin phụ việc đó. Bưng đồ ăn đổ hả? Xin mặn dạng đồ đó. Rửa chén. Rửa luôn rồi. Rửa chén không? Gia đình nó nông, gia đình nó rửa không rồi. Gia đình nó đông, gia đình nó rửa luôn rồi. Ăn gì? Phở không? Ăn cái con nhỏ đó đó. Ôi trời ơi trời. Cái con nhỏ mà ăn ấu không? Ăn gì ngộ rồi ăn con nhỏ đó luôn. Ăn ấu không chị đẹp? Con đấu vậy ăn không? Ăn phở đi chứ ăn chị đó gì. Phở anh kêu tô qua đây ăn. Chiếc nhẫn này mới bị gãy rồi, mua cho chiếc nhẫn khác đi. Đâu? Ừ. Bị gãy rồi. Đâu có đi để kiếm ăn mua cho. Ừ. Cái này em nghĩ nó xiết gì, ngón tay sưng chờ này. Có sưng đâu. Không sưng. Không có sai. Chứ rồi, nó ngắn luôn rồi kìa. Này, nó có ngắn rồi chứ nó không có sơn. Mua chiếc khác đi. Mua chiếc mấy chục triệu hả? Mua chiếc mấy chỉ. Mua chiếc mấy chỉ. Mua chiếc khác rồi. Mua mấy chỉ á. Mua chiếc cỡ rồi nè. Rồi, mua chiếc mấy chỉ rồi. Thấy gì cũng sang quá ha, đơn giản. Cái bữa này cho đập mỏi mà. Gì? Đập bể mẹ đi. Đập bể mẹ hả? Trời đất ơi. Trời ơi. Mới mua cái chén luôn á. Mới mua mà hâm vỏ coi. Rồi đòi mua chiếc nhẫn nha kìa. Hôm nay đòi mua chiếc nhẫn nha kìa. Ghen chưa?
rồi mua đờn nè, mua điện thoại nè, nhập cái chiếc nhẫn nè. Ông mấy chị mua hết cuộc đời em luôn đi chị đẹp. Chị đẹp, chị đẹp ơi, nói nghe nè, không mấy chị mua hết cuộc đời em luôn được không? Đá dép gì vậy? Mặt lụi gì vậy? Ủa đợt hay quá. Tự nhiên đánh người ta đang ngủ đánh. Đang ngủ chị. Chị đi đâu rồi trời? Chân phải không? Gì vậy? Gì vậy? Mấy cái tỉ nào làm mũi hết. Xin là gì? Mũi hết mà xin gì? Nãy con mũi tây rồi đó. Ăn phải đi. Phải có con cái lớp nướng người ta làm chảy. Cái lớp nướng đó nè, chiều nó mới bán như vậy này ra bán. Sao không, em chở nón này đâu, nó bò đi, lấy nón bò. Em có nón bò. Gái mà đợi nón này gì? Có nón bò không em? Nón bò. Không có hả? Mình... Em á, em mới đổi mấy nón đó chị. Trời ơi, cái áo con gà trống nè, cái áo con gà trống nè. Áo gà trống. Đây nè, ngoài đây nè, cái áo không ngoài đây nè. Nam, cổ nam. Đồ của nữ đâu vậy em, con? Con nữ em có chạy cái. Ồ. Hello. Ngắm ai? Ở nhà có cái kiến cho chị đẹp. Không. Trời ngắm kiến ai? Chị đó cũng có ấm mi chô để ca đô kê kìa. Cái mi chô này mắc không chị? Cái này nè. Mà nói mua cho chị cái này. Mà để cái gì có bà nhà ở chỗ không? Không. Mà mua cái điện thoại nữa. Ừ. Còn có tiền. Mua cái áo phát đi, kiếm áo phát nào mua đi chị. Nè cái áo này nè. Chặt lắm, mua lồng rộng đi. Cái áo này vừa. Cái áo nào mỏng mỏng thôi, áo vậy. Này nè. Áo này nhiêu cái vậy? Cao gió là chị có gió 200 à. Ừ, có ngàn. Biết có rồi, nhưng mà lựa cái mua áo cái này đi. Mua cái áo mua cho chị nè. Nhưng mà mua cái cộng rộng. Cái này nè. Cái đó nhỏ hả chị? Mua cái áo khác, áo bự á. Nè, đây nhóc chân là chị không chịu. Thôi. Ừ. Bự nè. Thôi. Mình lấy cái áo này nè. Ờ cái áo thử ra vừa. Dạ. Chắc cây lương nè. Để em lấy cái gì. Ừ. Áo này là ok luôn đó. Ok không? Nó màu quanh không? Ừ. Áo này bao nhiêu tiền? Cái này lỗi rồi. Cái này bị lỗi rồi. Sao bị lỗi rồi? Bụng bụng chỉ à? Nó là chị ấy lại. Em thấy chị lựa cái áo rộng á, nó mặc nó rộng rãi chị. Ờ áo đó có nón được không? Cái áo này nè. Bự nè. Ừ.
Có 8 ngàn à. 8 xu à. 800 ngàn. 8 xu à. 8 xu là nhiêu? 8 xu là nhiêu vậy chị? 80. Rồi. Ừ. Áo này được nè. Nè mua đi. Rồi đi mua cho. Rồi đó, mặc cái này nè. Chị mặc cái này à, mua thêm cái này nè. Thôi thôi, cái này thôi. Cái này là nó gọn nè, không chịu cái này nè, chị chồng vô nè. Không, nó bự nè. Cái này nè. Vậy yeah. Hả? Thêm gì nữa không? Thêm cái này thôi, có 8 ngàn kìa, cái nón to kìa. Đây là đồ siêu trường hen nè chứ kìa. Chà. Nó là gì không? Có dây chuyền nữa kìa. Ôi trời ơi, dây chuyền của người ta. Tao lấy dây chuyền cái coi thử coi. Nó. Cho đeo thử luôn coi. Cho thử luôn em gái. Đó. Xíu rồi. Xíu rồi không được, gãy đi. Bé này khổ chút xíu đeo bây giờ. Bé mới khanh nè. Nè. Cái cọng chồng xiết á. Xiết đâu nè. Cầm cái nó rộng như thinh thang nè. Đúng rồi, nó rộng như cô ta. Cô ta trưng bày cho thằng có bán. Vậy hả? Rồi. Vậy thôi tháo cái này. Tháo cái đi bé ơi. Rồi cái nón này bao nhiêu tiền? Rồi, tặng. Cầm dây tiền này á là chị không có đeo cổ được, mình chỉ đeo cái tay thôi. Hoặc là cái chân cho nó đẹp thôi. Chân trí. Rồi lỏng nó ra đi, đợi nó mới đi. Rồi, bé tặng cầm dây chuyền à. Ủa cái đó cách. Ôi, mình đeo được mà phải không? Đeo cổ được mà. Ơ trời ơi. Rồi sắm cầm dây chuyền quá sang luôn. Được không? Được không? Rồi. Chuyện thiệt đó. Rồi đeo đi làm gì vậy? Thôi. Chứ để làm gì? Để đây nè. Trang trí trên hả? Cái này tao để trang trí cho bán đâu. Không, chị tặng chị rồi nè, cảm giác này à, chị tặng. Giờ ừ. Rồi, đi. Em trả tiền đi em. Nè nè. Rồi, đúng rồi cái đó. Gì đẹp thấy, còn cái chuyện không thấy cái nón nữa. Thằng đó. Ê, có này chứ đây rồi. 80 với 80 là 107. Lấy cái gì đó? Có 20 luôn. Cảm ơn. Cảm ơn chị nhiều nha. Hút thuốc là gì? Thôi, ít hút thôi. Ừ, thuốc gặp cúng địa cũng đòi nữa nha. Nghiệp. Cảm ơn anh chị. Ê, kì, cái áo ở đâu rồi chị giặt chưa? Bả đi chơi bả lột bỏ ở trên nè. Trời ơi, thôi gì bữa nay em ghé em gặp em mua cho. Thôi giờ chị đẹp cứ đi đi ha, em cũng đi làm một lượt luôn. Hôm nào chị em mình gặp nha. Khánh Hoàng cũng xin chào quý cô bác anh chị luôn ạ. Và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Khánh Hoàng cũng rất mong quý cô bác anh chị xem video nhớ cho em xin một lượt đăng ký chia sẻ nha. Bye bye chị đẹp nha.